Dâu tay này mình trồng rất là dày, mọi người thấy đó, tới này nó được mình được ba bông rồi mọi người nè, mọi người được là gọi được được ba quả đó nha mọi người. Và dâu này nó sẽ đi theo dây nha mọi người, nó sẽ tự mọc dây đây nè mọi người. Đây là những cái cây mà nó nứt ra nha mọi người, đó đây là cây nứt ra này mọi người, rất là nhiều nha mọi người. Đây nhà mình được hai cây này nứt ra đây nữa nè mọi người, đây này mọi người, đây nữa nè mọi người, đó và đây nữa nè mọi người. Mình biết cách chăm thì nó nứt ra rất là nhanh nha mọi người. Dâu thì mình thường á là mình trồng lúc nào là mình trồng có một cây lớn thôi nha mọi người. Cây đây là cây đây nè mọi người, đây là mình trồng cây lớn đây nè nha mọi người. Mà bây giờ nó đã có trái, không những nó có bông mà nha mọi người, mà nó còn có thể sinh ra rất là nhiều cây nha, cây rất là nhiều cây con nha mọi người thấy không? Đó, rất là nhiều cây này mọi người thấy không? Đó, một vườn luôn á mọi người, một dàn cây bông luôn á mọi người. Là do mình cách chăm sóc nha mọi người, cách tưới nước cho nó nha mọi người. Mình thì do không cái này mình không ở xứ lạnh, nhưng mà một ngày trời nắng á mọi người, mình chỉ có tưới một lần, một ngày là 2 đến 3 lần thôi nha mọi người. Trời mưa thì mình không nên tưới nha mọi người, không những không nên tưới mà mưa nhiều quá, mưa vài ngày liên tiếp là mình sẽ xin lấy miếng bạc á mọi người, mình chèm chỗ đây xuống nhà nó khỏi nước mưa, nó khỏi thấm đất, mà nó khỏi lún đất và nó lồn cho đất nhiều nước mà mọi người, nó rỉ rút không kịp thấm dưới lòng đất là nó sẽ bị úng rỉa nha mọi người. Nên là mình có thể bớt nắng lại, bớt cái nước tưới nước khi vào mùa mưa, và mình hạn chế khi vào mùa nắng là mình cũng hạn chế tưới nha mọi người. Và mình chăm nó là mình tưới nước chăm nó thôi nha mọi người. Còn mình bỏ phân á là mình chỉ bỏ phân bò và phân ăn trâu thôi nha mọi người, không bỏ các loại phân kia, nó sẽ nóng quá mà nó sẽ gây chết cây nha mọi người. Và cái này thì nó ăn rất là bổ nha mọi người. Đó, rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Đó, và mọi người biết đó, dâu tây mà ăn rất là tốt nha mọi người. Và mình xin kết thúc video tại đây và mình hẹn mọi người một video mới. Xin chào tạm biệt mọi người.